xe thì có sửa cái gì mà sửa. Tôi đâu có làm gì đâu mà các anh phá dữ rồi. Đã tiếng của tôi luôn, các bạn nhìn thấy này, nó nghịch này. Đấy. Lên phá. Lê Minh mến chào các cô dì, chú bác. Chào các anh chị. Chào các bạn. Thì các bạn biết Minh hiện tại đang đứng ở đâu không? Mình đang đứng tại đường Viva của thành phố Vũng Tàu nha các bạn nhé. Thì hôm nay trong suốt 5 tháng vừa rồi thì mình hôm nay quay trở lại cái bầy khỉ của cái chùa Tam Bảo này. Thì mình sẽ review cái khung cảnh của cái bầy khỉ này để cho các bạn chiêm ngưỡng lại cái bầy khỉ này trong suốt cái thời gian dịch vừa rồi nó như thế nào các bạn nhé. Thì mời các bạn hãy cùng đi tìm hiểu với mình nhé, xem cái bầy khỉ này rời ra sao. Đấy, trước mặt mình các bạn nhìn thấy những chú khỉ dễ thương các bạn. Thì trong suốt 5 tháng vừa rồi các bạn dịch, thì các bạn có biết không, thì vừa thành phố Vũng Tàu vừa giãn cách xã hội được khoảng 1 tháng thì những chú khỉ ở trên này đói và đi khắp cái thành phố Vũng Tàu như các bạn nhé. Thì bạn nào hay để ý báo chí báo đài thì cũng đã nghe được cái thông tin này trong cái đầu tháng 8 vừa rồi. Thì các bầy khỉ này đói quá chạy khắp Vũng Tàu luôn. Các anh các chị đấy xuống khu vực bãi trước này, rồi thậm chí lên cả khu vực bãi sau, đi khắp Vũng Tàu luôn các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại review cái bầy khỉ này để cho các bạn xem các anh các chị đấy hôm nay tình hình như thế nào, có còn hiền hay là dữ hay không nhé. Các bạn nhìn những chú khỉ đang ngồi trên cái thanh vỉa hè ăn trái xoài thấy dễ thương các bạn. Nhưng đừng có nghĩ là nó dễ thương nha các bạn. Trong mấy tháng vừa rồi con người mình không có tiếp xúc, thì bây giờ các anh các chị đấy rất là nghịch, rất là phá các bạn ạ. Thì nếu như các bạn nào ở xa muốn đi du lịch Vũng Tàu hoặc đi du lịch Vũng Tàu thì nên ghé vào đây để thăm một lần nha các bạn. Tại vì khung cảnh ở đây rất là đẹp các bạn ạ. Và những đàn khỉ này cũng rất là dễ thương. Đấy. Thì nếu như các bạn muốn đi vào con đường này thì các bạn đi đường Lê Lợi nha các bạn. Thì con đường Lê Lợi đấy nó chạy thẳng ra bãi trước. Thì các bạn đi đường Lê Lợi các bạn sẽ hỏi con đường Viva. Thì con đường Viva là con đường mình đang đứng hiện tại các bạn. Thì các bạn chạy dọc theo con đường này. Thì con đường này rất là rộng và đẹp nha các bạn. Thì nếu bạn nào đi xe máy được thì ngắm cảnh nó đẹp hơn. Đấy, con đường này xe hơi cũng đi được luôn các bạn. Thì đi được lên đến đỉnh của Hồ Mây luôn các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy những khỉ hôm nay rất là phá phách các bạn ạ. Đấy, nó leo lên cả cái xe hơi của khách đứng ở đường trước này này. Nó leo lên sửa chữa xe hơi cho cái bác nào đây. Hôm nay rất là nghịch luôn. Đấy, ôi giời ơi, lại có một anh leo lên xe của tôi, anh ấy phá kìa. Em đâu có làm gì các anh đâu mà các anh leo lên bẻ kiếng, bẻ đồ của em khiếp thế. Đấy, anh này anh đòi bẻ cả kiếng xe tôi này, các bạn này. Bây giờ anh ấy tháo không được, anh ôm mình lắc này. Chắc có lẽ là anh ấy soi kiếng, anh nhìn thấy mặt anh ấy giống con khỉ. Úi ôi, lại còn cắn kiếng tôi nữa. Tháo không được đòi cắn này các bạn. Anh ấy soi kiếng, anh nhìn thấy mặt anh xấu quá. Nên là anh muốn bẻ cái kiếng của tôi, anh ấy vứt đi các bạn. Bây giờ còn đòi lắc xe tôi nữa. Rất là phá phách hôm nay các bạn. Đấy, đòi vặn kiếng này. Bây giờ đòi cắn kiếng của tôi nữa anh. Đấy, xe của em đâu có làm gì đâu mà anh đòi bẻ đòi cắn kiếng của em. Thật sự mấy tháng quay trở lại đây đúng ngạc nhiên với cái bầy khỉ này các bạn. Hôm nay các bạn đấy rất là nghịch. Đây các bạn ấy lên trên xe hơi để sửa chữa xe hơi luôn đấy các bạn. Đấy thì mới sửa xe mình xong bây giờ lại quay trở lại sửa xe hơi.
thì các bạn biết không, mình đang cầm máy quay, mình không có dám lại gần. Tại vì các bạn cũng khuyến cáo các bạn là khi các bạn lên trên này, các bạn quay điện thoại hay là cầm điện thoại, các bạn đứng xa xa một chút nhé. Chứ đứng gần các anh các chị đấy là giật điện thoại luôn đấy các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là vừa đâu. Và các cháu nhỏ bây giờ rất là dữ các bạn. Mới có 4-5 tháng thôi mà mình trở lại đây thấy đã khác liền các bạn. Đấy, các anh trèo lên cái nóc xe hơi, các anh ấy phá anh quậy luôn các bạn nhìn. Để nhìn các anh ấy như là một thợ sửa chữa xe hơi vậy đấy. Hay là thích xe hơi. Ôi, anh này anh ấy còn nấm lấy cái chắn mưa của cái cửa xe hơi anh ấy lôi nữa này. Đấy. Anh đòi sửa cái gì đấy? Bây giờ anh ấy còn giật cả cái miếng chắn mưa của xe hơi ra rồi. Chết rồi. Anh này sửa không sửa mà anh lại còn phá xe như thế này, chết rồi. Các bạn biết không, lại gần nó, mình lại gần là nó tập trung nó đòi cắn luôn. Này, các anh ấy phá chắc có lẽ là anh ấy không có xe hơi cho nên anh ấy ganh tị những người có xe hơi này. Anh đòi phá này, đấy. Anh giật cả cái những miếng chắn mưa của cái cửa xe hơi ra luôn rồi. Sửa không sửa mà còn phá xe này, chết rồi. Các bạn biết bây giờ tại sao là các anh các chị ấy phá dữ không? 4-5 tháng dịch vừa rồi đói quá các bạn, không có người lên trên này cho ăn uống. Thì trên chùa ấy, mọi khi thì sư cho ăn, nhưng mà trong mấy tháng vừa rồi sư cũng đang sửa chữa cái chùa mà người dân đi lại cũng không có lên, cho nên thành thử các anh các chị ấy đói, cho nên bây giờ thấy người lên là các anh ấy cũng dữ dằn lắm, các anh ấy phá, các anh quậy. Thời gian sau thì người dân đi thể dục hoặc là đi lên đi xuống người địa phương các bạn, thì thường ngày buổi sáng buổi trưa buổi chiều hay mang đồ ăn lên, để cho nên là con người nó cũng thân thiện với chúng nó. Thì suốt mấy tháng vừa rồi con người mình cũng xa lánh và xa cách thì không có lên. Các anh ấy bây giờ rất là quậy phá. Thì các bạn mở xa lên, mà nếu như có trẻ nhỏ thì các bạn cũng cẩn thận nhé. Bây giờ các anh các chị ấy nhìn thấy các anh các chị dữ quá đi. Thì cách đây 5-6 tháng trước mình cũng quay một cái video về cái chùa Tam Bảo này. Thì những bạn nào yêu mến kênh của Lê Minh thì các bạn xem các bạn cũng có biết. Thì lúc đấy rất là hiền, tại vì mình cũng hay đưa trái cây với đồ ăn thức uống lên để cho các anh các chị đấy các bạn ạ. Mà lâu lâu lên thì như các bạn đã xem mà biết rồi, nãy đòi bẻ cả xe mình luôn, bẻ cả kính xe này, đòi lắc. Anh ơi, em không có làm gì anh đâu, đừng có bẻ kính xe em ấy nhé. Bẻ em thì em đâu có xe để bữa sau em mang đồ ăn cho các anh các chị được. Cho nên là các anh bây giờ, các chị bây giờ rất là dữ dằn các bạn. Cho nên các bạn lên trên này các bạn cũng cẩn thận, bây giờ rất là nghịch. Thì mình cũng nói cho các bạn biết, khỉ ở đây là khỉ thiên nhiên toàn bộ các bạn nhé, không có ai nuôi đâu. Nhưng mà người dân Vũng Tàu người ta cũng bảo quản và người ta chăm nom và hay cho ăn để cho nó hoang dã trên cái núi nhỏ này. Thì con đường Viva này nó là con đường núi lớn nha các bạn, xin lỗi. Núi này là núi lớn nha các bạn. Thì Vũng Tàu có hai ngọn núi, thì ngọn núi Hà Đăng bên kia là ngọn núi nhỏ, ở đây chỗ tụi ông chúa giang tay đấy. Còn ở bên Viva bên này, con đường bên này lên chỗ Hồ Mây hay là núi lớn thì các bạn đấy. Nhìn các anh các chị quậy phá khiếp không? Mình không nghĩ rằng là bầy khỉ hôm nay các bạn ấy phá đến mức độ như vậy đấy các bạn. Còn anh này chắc có lẽ là anh bị mất cái bìa hồng nhà này, cho nên anh ấy ngồi buồn. Xa xa các anh ấy rượt nhau, các anh ấy khiếp không, phá khủng khiếp các bạn. Đấy, cho nên bây giờ mình đi lại gần là nó khè rồi cắn luôn. Đấy rồi, ba mẹ này lại còn bế con ở dưới bụng ôm nhau đi đâu này, đi kiếm ăn à?
mình thấy mình nói lại còn nhìn mình nữa. Con ôm dưới bụng mà đi lịch địch lịch địch này, một thân một mình trong mùa dịch kiếm ăn đã khó này, lại còn sanh đẻ này ôm dưới bụng đi như này nữa. Đấy, các bạn nhìn này, các anh các chị nhìn này, thấy xe hơi đi ngang này, các anh ấy còn ngóc đầu khe người ta luôn, các bạn biết này. Bây giờ rất là dữ dàng. Thì các bạn ở xa mà nên đi Vũng Tàu, nên ghé đây một lần nha các bạn nhá. Tại vì mình không ghé là hối hận đấy, con đường này rất là đẹp luôn. Thì các bạn không biết thì các bạn cứ hỏi là con đường Viva, thì các bạn cứ theo con đường Viva các bạn chạy nhé. Tại vì đường này các bạn đi xe máy, xe hơi đều được hết nha các bạn. Các bạn chạy đến đỉnh của cái Hồ Tràm luôn. Thì cần thiết các bạn lên Hồ Tràm, các bạn chơi trên Hồ Tràm cũng được, ngắm cảnh trên Hồ Tràm, trên đấy có bán đồ ăn thức uống, quán cà phê đầy đủ luôn các bạn nhé. Thì nói xin lỗi các bạn, có nhiều bạn ở thành phố Vũng Tàu, ở cái bờ Vũng Tàu mà nói mang tính chất là Vũng Tàu, nhưng mà ở bờ rịa và các nơi khác không biết ở đây là có cái đường Viva này và chùa khỉ như này đâu các bạn nhé. Trên này lại có một bà mẹ đang bế con ngồi trên này. Thì khỉ trên này đó, cũng lượng khỉ cũng khá nhiều các bạn, tầm có khoảng 3 đến trên 300 con các bạn nhé, không phải ít đâu. Đấy, mấy anh này anh đang ngồi là anh căn mấy bà cô bán hàng, bán ngay cúc cổng của chùa các bạn. Anh căn mà sơ hở cái thôi nên là anh xuống anh ấy chôm đồ anh chạy ngay. Thì có một số bà con cũng bán dọc đường chuối rồi mít. Thì các bạn đi dọc đường thấy người ta bán đồ, các bạn muốn lên đây này thăm nó thì các bạn mua ăn chuối hay là ít trái cây gì đấy cho nó ăn, cũng rất là thân thiện. Anh nhìn thấy ăn ngon các bạn, con này rất là lớn các bạn này. Con này cũng lớn lắm. Anh các chị chạy khắp luôn. Cái chùa này đang xây dựng các bạn, cho nên mình không review tại vì đang còn sửa chữa, cũng chưa có làm xong. Khi nào xong thì mình sẽ quay, bây giờ chưa xong. Cái chùa này cái diện tích rất là bé nhưng đẹp lắm các bạn. Đấy, trên đỉnh này có một bà mẹ bế con ngồi ở trên ngọn cây này nữa các bạn này. Đấy, bế con ngồi ở trên ngọn cây luôn. Lại có một anh đang ngồi ở đây để căn cái cô bán hàng để chôm đồ đấy các bạn này. Anh này anh đang căn để lấy đồ đấy, chứ không phải là vừa đâu các bạn. Bây giờ các anh ấy khủng khiếp lắm, trong này đơn giản đâu. Anh này anh lớn quá. Thì trong cái video này cũng dài cho nên mình cũng xin tạm dừng tại đây. Thì qua cái video này có gì thiếu sót thì mong có gì thiếu lắm các bạn hãy lượng thứ cho mình. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn các cô dì và các bạn trong thời gian qua đồng hành cùng mình và ủng hộ mình, để cho mình có cái động lực làm các video và các việc nhiều ý nghĩa hơn nữa. Và một lần nữa mình chân thành cảm ơn. Thì những bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký và nhấn like, nhấn chuông để ủng hộ mình, để cho mình có cái động lực làm nhiều video hay và ý nghĩa hơn nữa. Và một lần nữa mình chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại cô dì chú bác và các bạn trong video mới nhất nhé.